Mới đây thì Lisa đã giới thiệu kỳ nghỉ hè của mình ở một số quốc gia bao gồm Thái Lan và Los Angeles thông qua các bài đăng mới nhất trên Instagram của cô ấy. Trong những bức ảnh Lisa chia sẻ, cô được thấy đang tận hưởng kỳ nghỉ của mình. Lisa cùng với người quản lý của mình tham quan một vườn nho, nhà máy rượu vang và biệt thự nghỉ dưỡng hữu cơ nằm cách Santa Barbara chỉ 35 phút về phía bắc trong thung lũng Santa Ynez xinh đẹp. Lisa còn khiến người hâm mộ bất ngờ khi chia sẻ về bức ảnh mình mặc bikini, cô ấy trông cực kỳ gợi cảm và hấp dẫn. Không chỉ vậy thì hình xăm trên cơ thể cũng lộ rõ. Lisa tỏ ra rất vui vẻ với nụ cười rạng rỡ. Trong khi đó, ở một bức ảnh khác được chia sẻ cho thấy Lisa đang trên du thuyền Chao Phraya ở Thái Lan. Đây cũng là nơi rộ lên tin đồn Lisa và Ferric Ano hẹn hò với nhau. Không chỉ có cặp đôi mà nhiều người hâm mộ còn cho rằng cả hai đã đi nghỉ trên du thuyền cùng với bạn bè và gia đình của Lisa. Chúng mình là Top Sao Hàn, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Đừng quên like, share và subscribe để cập nhật những tin tức mới nhất và hot nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.